Xin chào bác nhé. Clip này thì cửa hàng tiếp tục giới thiệu bác với một trong dòng củ đẩy mà các bác mua bên cửa hàng rất là nhiều, với những dòng đẩy bãi chạy sò sắt bác nhé. Dòng này thì cái ưu điểm của nó đánh là đánh rất là lực và đánh càng nóng càng hay. Và một chiếc củ đẩy này thì các bác có thể đánh được gia đình, chúng ta đánh là những đôi loa bát 40 công suất lớn hoặc là hai đôi 50 thoải mái bác nhé. Đây là một trong dòng củ đẩy mà cửa hàng em tuyển chọn về rất là đẹp, để tiếp tục lên sóng để giới thiệu toàn thể các bác và báo giá test chất âm. Thì với những dòng sò sắt thì nó có nhiều đời khác nhau ấy nhá, và khi chúng ta cũng là số tiền đấy mà các bác mua được những cái đời mà nó cao thì dùng nó cũng thích hơn, đẹp thì chúng ta khai thác được lâu hơn. Con này thì mặt của nó là mặt phay nhôm rất là đẹp ấy nhá, mặt màu đen cực kỳ đẹp và dễ phối ghép với vang mic, và máy nó còn mới tới khoảng trên 90% ấy nhá. Đấy, mã của nó là MPV 550, và chúng ta sẽ đi chi tiết ở bên trong nội thất để các bác tham khảo. Quả nguồn thì với những dòng sò sắt thì như cái đời này thì nguồn nó to hơn hẳn luôn nhé, to hơn hẳn những cái dòng khác. Con này nguồn đường kính nó khoảng độ tầm 20 cm, đây chúng các bác có thể nhìn thấy cái nguồn nó rất là khủng này và rất là mới với nhé. Đấy. Thế còn sò con này thì nó sử dụng là sò Mexico, sò của Mỹ với này, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trên và 8 dưới, và sò nó còn như mới, ốc 7 màu sáng óng ánh với nhé, và nó lại kết hợp thêm 16 con sò than nữa. Đấy, chính vì vậy tổng nó 32 sò này, nó đánh rất là lực và mạch class H đánh rất là lực mới nhá. Ốc điếc nó còn như mới này, tới con điện trở rất là to nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái ốc này còn mới này, những cái chi tiết này chúng ta nhìn thấy nó còn rất là mới. Tụ nó sử dụng là 2 4 6 8 tụ nhá. Đấy, 8 tụ, và đây những linh kiện của nó thì nó còn như mới. Đấy, nguồn đồng đấy nhá. Thì những dòng này thì nó sản xuất theo công nghệ của Mỹ, nhà máy đặt ở Trung Quốc, hàng xịn của Mỹ nhé, nhà máy đặt ở Trung Quốc, giống như những điện thoại Samsung của Hàn Quốc và nhà máy đặt ở Nhật, ở Hàn Quốc ấy. Nhà máy đặt ở Thái Nguyên của Hàn Quốc, như đặt ở Thái Nguyên. Con này thì ra loa thì nó sử dụng đều đầy đủ hết jack Neutrik và jack cọc loa chuyên nghiệp nhé, chúng ta dùng jack Neutrik được, cọc loa cũng được. Ở đây thì nó có đường link ra tín hiệu vào Kano, mà có đường link chúng ta có thể ra âm ly hoặc là sub điện. Đấy, còn chắc chế độ đây em đang gạt system nhé, còn chế độ 4 ohm 8 ohm các bác gạt tùy theo. Con này có thể cắt cốt được con này. Nói chung đây là một trong dòng củ đẩy máy rất đẹp. Đấy, máy rất đẹp. Sò sắt thì em bán nhiều, nhưng mà những cái mã màu đẹp như này thì quay cho bác lên giới thiệu rất là thích. Và giá con này thì em báo giá luôn để bác tiện tham khảo nhé. Giá của nó 5 triệu 700 nghìn. Đấy, em bao ship. Ok, thì bác đặt hàng bác liên hệ sớm em nhé. Em xin chào bác ạ.